anh điểm cao nhất mà hỏi người ta. Ủa, phỏng vấn gì kỳ em? Có nghĩa là người ta không có bất ngờ về anh, là người ta nghĩ anh giỏi rồi. Quy là tập nào cũng giỏi, em mới bất ngờ tôi. Em bên team tập nào vậy? Em tên gì vậy? Em mới vô hả? Em thẻ ngành em đâu? Thẻ ngành. Em team nào mà em tôi thắng mà trong khi đó em không phỏng vấn tôi, em phỏng vấn ta bà. Mà nhỏ em gái của anh mới vô làm phỏng vấn mấy người cặp dê. Ủa anh là bên biên tập ở quay phim? Anh đổi rồi. Anh là bên nào? Thẻ ngành anh đâu? Anh team nào thì anh làm đúng vị trí của anh thôi hả sao anh? Bên bất động sản. Mắc gì mà anh hỏi địa lý? Là sao tôi biết được? Trời ơi, đồng đội là phải dẫn dắt em chứ. Em thì cũng còn trẻ người non dạ. Thôi tôi thấy hả, cái khả năng quá. Cái thói của em là hả chuyên đi dẫn dắt đồng đội mà. Đúng rồi. Toàn là hả top 1 không. Chị Dung Quang đây, cái gì thấy hai đồng đội này em bệ rạc hay sao? Nè hỏi những đội viên Tuấn và Đít. Dạ. Mấy em cứ việc thoải mái, mọi thứ cứ để Diễm lo. Rồi. Đúng là về dùng đất của ảnh là ảnh khác liền. Hay thề chứ. Ông này thông minh vậy luôn này á. Này Ngô Kiến Quy. Dạ. Yên tâm đi. Phía sau lưng mình là ai? Hiểu thứ hai, cứ để ông trời lo. Trời ơi. Phó mặt rồi, phó mặt. Đúng là mà hành trình này chữa lành mà có nhiều tổn thương. Cho nên không sao cả, sao cũng được, miễn sao lành là được. Dạ, đúng rồi, cái gì mà lành lặn mà. Đúng vậy. Hôm nay thì em cũng rất là bất ngờ với những cái câu trả lời đúng đến từ anh Tuấn và anh Huy. Thực sự là có cái tín hiệu nào, có cái tín hiệu vũ trụ nào có đáp án cho hai anh? Em nói thẳng ra là dắt bài đi. Anh điểm cao nhất mà hỏi người ta. Phỏng vấn gì kỳ em? Có nghĩa là người ta không có bất ngờ về anh, là người ta nghĩ anh giỏi rồi. Quy là tập nào cũng giỏi, em mới bất ngờ tôi. Em bên team tập nào vậy? Em tên gì vậy? Em mới vô hả? Em thẻ ngành em đâu? Thẻ ngành. Em team nào mà em tôi thắng mà trong khi đó em không phỏng vấn tôi, em phỏng vấn ta bà. Mà nhỏ em gái của anh mới vô làm phỏng vấn mấy người cặp dê. Nhóm gái mới vô làm cho qua hậu không phỏng vấn. Cái phỏng vấn á hậu. Bây giờ em đang khui ra xem là có cái tín hiệu nào không. Khui ra. Trời ơi, không phải là tín hiệu, khui ra là gian dối mới khui ra. Tụi tôi không cá hợp hay gì mà em phải khui. Nói nào ngay, con này biết là biết, con gì biết không biết à. Tôi vẫn giữ quan điểm của tôi về người em thiện lành, tôi là Quỷ Quy. Tôi xin khẳng định vẫn chưa chơi nha. Ví dụ như là câu gì dọc cái gì thác là em thua. Đúng rồi. Ghi em ghi rõ ràng là cho khán giả đoán thác 1, thác 2. Đúng rồi. Vậy ban đầu tôi thấy anh chỉ là sống khôn thác thiên. Ôi, là em đó. Cầu cho em. Tôi thấy những câu trả lời của anh là có người dựa. Không có tự lực cánh sinh. Dạ, em thấy bình thường thì là hầu như trong tất cả các game, những cái game, những cái thử thách mà liên quan đến kiến thức và trả lời câu hỏi thì các anh rất là hào hứng. Liệu rằng trong những cái hành trình, những cái trò chơi của mùa lễ hội thì các anh có mong muốn rằng là sẽ đưa nhiều cái thử thách về kiến thức vào không ạ? Nói thẳng với chương trình luôn, là chương trình đưa cái gì tụi tôi cũng chơi được hết. Đúng rồi. Miễn kiến vui thức là nè, ẩm thực nè, về sức khỏe nè, tụi tôi làm hết. Giết tụi tôi làm luôn. Cái gì cũng chơi. Bữa có tập có Bích Phương đưa con trâu cho tôi còn chơi mà. Tôi cầm con trâu lên tôi chơi với nó mà. Trời ơi, trâu tôi còn chơi thì huống gì. À, cái tập bà bánh xèo Cần Thơ hả? Đúng rồi. Bưng nguyên con trâu cho tôi chơi quá trời dựng từ khà 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 khà. Bình thường khi mà nhắc đến những cái chuyến đi á thì mọi người sẽ ít khi nghĩ về Đồng Nai, có nghĩa là Đồng Nai. Em ơi, sao nghĩ về Đồng Nai? Đồng Nai quê hương tôi rất tự hào. Em có gọi là tại sao em kỳ thị anh nghe câu hỏi của em. Gặp quá. Trời ơi, tôi tao em mới vô. Ta mở màn mà. Đúng, tôi là tôi nóng từ đó tới giờ rồi. Bao nhiêu biên tập đã đi rồi. Không phải là đơn giản đâu. Sao em còn ở lại? Em sẽ chuẩn lại đến cuối cùng. Để coi được bao lâu. Mấy biên tập kia cũng nói vậy. Cuối tập thôi, trụ tới cuối tập này thôi. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta phát sóng 21:15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8. Thì khi mà nhắc đến Đồng Nai á thì có ít những cái địa điểm du lịch, thì trong cái hành trình này đặc biệt là anh Lâm, anh mong muốn là quảng bá những cái đặc sắc văn hóa địa phương gì ở Đồng Nai. Chắc cái Đồng Nai là một vùng đất gọi là rất là đẹp, với tất cả các khu công nghiệp Nhân Trạch là nơi má tôi Dương Thị Bích Phượng làm về mai mặt. Và má tôi, khi mà mình chạy xuống thì có trại bò sữa Long Thành. Đó là trạm dừng chân Cô Viên Sinh Tố. Rất là ngon. Rồi gì nữa em? Thác Giang Điền. Hồ Đập Giang. Đúng rồi. Núi Chứa Trang Gia Lào. Vân vân và vân vân. Để ngày hôm nay trải nghiệm, nếu như tôi kể thì nó không còn hay và không còn cái cú tuyết nữa. Tôi mong các bạn hãy trải nghiệm đi. Đúng. Trời ơi, tôi cũng là người Đồng Nai mà nãy tôi nghe Tấn hút mà tôi thấy là Đồng Nai là những nơi rất là đẹp mà tôi khoái rồi. Khu công nghiệp tôi chạy rồi. Đồng Nai có một chỗ là cực đẹp và gọi là quý hiếm luôn á mọi người. Gì vậy? Rừng. Đúng rồi. Rừng Nam Cát Tiên. Nam Cát Tiên. Xin Nguyễn á. Dạ. Sân bay Long Thành, đang làm. Giai đoạn 1 hoàn thành rồi. Rừng Sác nữa.
một phần rừng sát ở nằm ở Nhân Trạch về vô đó. Đúng. À. Với lại Đồng Nai là cái như tâm linh, ví dụ như chùa, thiền viện Trúc Lâm Lâm. Viện Thường Chiếu chứ. Thường Chiếu. Là một trong những ngôi chùa lớn của tỉnh Đồng Nai. Đúng rồi. Rộng lắm, Đồng Nai. Rộng lắm và đẹp lắm. Còn gì nữa, dòng sông Đồng Nai nữa. Sông Đồng Nai, đó. Đẹp và nên thơ. Hồi nãy câu câu thơ đó, cạn nước đó, là không giờ cạn nước. Em ơi, tiếp đi, nãy giờ anh chưa thấy vui, chưa thấy vui, bây giờ có bị giận như thế nào. Mắc cười bạn hài vậy chứ. Đúng rồi. Thêm câu hỏi gì đi em ơi. Câu hỏi đi, thêm đi. Năng động lên. Năng động lên. Không, tôi thấy chưa đủ tập. Em mới vô cho nên em biết cái ga của khán giả tụi tôi đâu. Trời. Chứ ra đầu đâu người lắm. Ủa anh là bên biên tập hả quay phim? Anh đổi rồi. Anh là bên nào? Thẻ ngành anh đâu? Anh team nào thì anh làm đúng vị trí của anh thôi hả sao anh? Bên bất động sản. À, mắc gì mà anh hỏi địa lý? Làm sao tôi biết được? Mong ước làm sao mà mình đi cái gì rừng gì anh hồi nãy nói rừng gì? Nam Cát Tiên nha. Theo anh đoán thì chắc phải có, không thể không có. Hồ Chị An thì tháng đi quay rồi nhưng mà Nam Cát Tiên là chưa luôn. Rộng lắm. Có mấy cái cày ghê lắm Tuấn. Bự lắm. Cây mà đứng ngang bằng cái hơi chiếc xe này luôn mà. Ôi ôi. Rồi buổi tối là được chở đi coi thú. Nhưng mà anh nghĩ chắc mình không có cái hành trình đó đâu. Tại vì mình đoàn mình đông quá không được. Đúng rồi, với lại chương trình này bắt chẹt lắm. Mà mình có thú rồi mình coi chi nữa. Đâu. Thú gì? Thú vui giải trí. Thú vui ơi. Tôi thấy tôi là thú kia đó chứ không phải thú vui đâu. Quăng trái chuối lên. Trời ơi, chụp hình. Giật điện thoại. Đó. Tôi nói rồi, vô gặp mấy thầy đó. Rồi. Ngồi về cắt cái kẹt kẹt cho mấy nó dựng. Em ơi, em biên tập em không có liên hệ tới dựng đâu. Gấp dữ vậy mọi người. À. Nhiệm vụ của Hiếu Thí Lâm á, sẽ gọi điện thuyết phục từng thành viên để vào đội của mình. Đi xe và tới nhà. Về đây có đội trưởng rồi nữa ha. Ủa sao không phải tôi là đội trưởng? Tôi đá banh lúc nào tôi cũng đội trưởng không nghe. Tôi là vui trò chơi. Dạ vui trò chơi nhưng mà chơi mà cũng thua ạ. Không dám đâu. Sau khi mà hả tập cuối của hai một đêm ra đi rồi hả tôi tổng hợp lại phần trăm chiến thắng của tôi phải hả giải nổi quan này. Khỏi gọi luôn không? Tại vì chọn luôn rồi. Tại vì bây giờ về trí tuệ thì Lâm không có, thì chọn Hiếu. Về tuổi trẻ thì Lâm cũng không có, cũng chọn Hiếu. Về độ đẹp trai thì Lâm cũng không bằng Hiếu. Nói chung là họ thua về mọi mặt á. Nói chung là chọn Hiếu đi, khỏi gọi gì nữa. Thì em thì em nghĩ là đội của em thì cần những người lớn tuổi. Tại vì em còn trẻ người non dạ quá. Nên là phải cần những mảng miếng hề đứng tuổi một chút xíu. Nên là em xin phép gọi điện thoại cho anh Tuấn. Đó. Bắt máy ta. Ủa sao em vậy? Người ta giận nhẹ mà sao mấy cúp dữ vậy? Đâu có, em mới dậy á, em mới ngủ dậy đó. Dạ. Dạ. Này mặt mộc. Ủa sao kêu hai đội trưởng mà anh? Sao anh gọi cho em? Nói em biết thông tin. Cái đó phải đội trưởng đâu, cái đó là được pha ke thôi. Tôi mới là đội trưởng chính. Ôi. Anh đội trưởng chính à? Đúng vậy. Vui trò chơi online với offline này phải kết hợp nhau thôi. Đúng rồi. Em nghĩ đi. Bây giờ hai cái người kia, một là bây giờ Lâm là về sức khỏe không có rồi. Trời ơi, anh thấy đăng hình đi xuất khẩu lao động không? Thì Hiếu thì thằng bé nó mới thi xong nó cũng gọi là bị mệt mỏi. Nên tôi sẽ đứng làm một đội trưởng. Tại em tưởng về Đồng Nai là chọn người con rất hài với lại người mẹ rất già. Đồng Nai của rất hài mà giờ không hài nữa. Bây giờ được sức lao động rồi. Sao em nghĩ sao về một cái đội mà sẽ tập hợp những vui trò chơi lại với nhau? Cũng được đó nhưng mà phải tin cho em trước. Em ơi sao giật chất vậy? Nhưng mà tôi vẫn thấy khó chịu gương mặt của em. Em xác định tôi này mặt mộc đúng không? Em mặt mộc tại cái điện thoại này nó xịn, nó có app filter rồi nè. À vậy đó ha. Dạ, filter đây nó có nút làm đẹp rồi. Bây giờ vậy đi, bây giờ là mình có được thể lực, mình có được trí tuệ rồi. Mình cần một nhân vật nữa. À, đó là bà Thẩm. Ủa là má mình. Má mình. Nhưng mà trong bốn anh em kia thì em sẽ nghiêng về ai? Hay là mình lấy mẹ già đi, dù sao mẹ già cũng là biết đường đi nước bước của
khu Đồng Nai. Mình là có kinh nghiệm chơi game thì mình cần một người gọi là sống lâu năm. Dạ, đúng rồi. Đúng, một người gọi là mưu mô xảo quyệt. Vậy bây giờ tôi sẽ gọi cho mẹ. Nãy giờ thì là tuổi phẩm thôi, ra tôi đang đợi mọi người gọi cho tôi, không ai gọi tôi cả. Thì tôi không được chọn. Ủa em đang đợi người gọi hả? Em đợi ai đó gọi đó là tỷ gọi đầu tiên đó. Trời ơi, vậy là số phận rồi. Hồi nữa nhớ nha, chúng ta sẽ phải có một cái chiến lược để mà đi chung với lại một hành trình này. Hành trình này lần đầu tiên tôi thấy luôn á. Rồi, giờ lát nữa gì thông báo cho tỷ biết nha. Dạ dạ dạ. Ok, thôi tôi đợi tiếp đây. Bởi vì ekip làm việc mà quay trong nhà mà không có hả, ba rem tiền giá gì hết trơn. Quay nhà ta quá vậy. Em thấy vô nhiều đầu người, tính nhiều đầu người đi. Đó đây 5 tỷ 5 người, tính lên rẻ mỗi người 200 tiền. Bên em là 2, 4, 7, bên em 7 người. 7 là gì ghê vậy? 7 người là có biên tập, 2 biên tập luôn. Trời đi ơi, 2 biên tập mà hả, người cười, người đứng vậy thôi à. Cho vui vậy. Còn tỷ thì đứng một camera thôi, cùng hai cái máy kia cầm cho có chứ. Trời ơi, vậy là con ruột và con ghẻ. Trời ơi. Thôi, hồi được gọi là cho em sau, tôi đã chờ đợi đây, bye bye em. Dạ, bye tỷ. Thôi tôi nghĩ là ha, chọn anh Bắp cũng ok, tại vì anh cũng có sức mạnh, cũng thông minh, anh có mẹ nữa. Con mà Thấm là thấy ok đó. Ủa có ai đó mẹ chưa? Chưa, có anh ba, anh bố, anh tư, anh năm, anh sáu, anh bảy. Anh camera. Chương trình thực tế mà không thực tế vậy chứ, thiệt luôn á, dàn dựng. Kêu là hả đội trưởng lái xe chở mọi người đi mà bút hai đội trưởng không ai biết lái xe hết trơn á. Ủa vậy đội trưởng là ai vậy? Thì nãy con nghe đâu hả tiết lộ là một người gọi là miệng hang động đó. Lắm á hả? Đó chứ là một người là đẹp trai nhất nhóm. À Trần Minh Hiếu. Mà không ai biết lái xe mẹ ơi, không biết đường, không mù đường luôn. Hiếu là biết chạy xe, có một đợt là chạy xe kể tôi nghe là chạy qua trạm thu phí là ủi cái cây thu phí luôn. Wow, tuyệt vời. Từ đó về sao không chạy nữa. Ủa, rồi luật chơi là mình chỉ cần đến nơi mình thắng mà sao mình không đi luôn ta? Biết phải có đội trưởng tới trước á, tôi cũng không biết đội trưởng là ai, tôi mới biết là Trần Minh Hiếu với Lê Dương Bảo La thôi đó. Nếu mà biết mà tình trạng đợi lâu vậy mình gọi nửa đêm cho mình đi trong đêm á cho nó lẹ. Ờ thiệt chứ, mà ekip vậy nào nổi? Dạ, ekip này yếu lắm. Tôi mới ngủ được có 2 tiếng là tôi dậy luôn đó. Trời ơi, vậy mà con lấy tâm lý thì 4 giờ chưa, 4 giờ sáng giờ đó. Ủa, thằng Hiếu gọi con. Nghe đi. Dạ. Do anh Tuấn bắt máy quá lâu và mình đổi chiến thuật. Mình nghĩ là anh hơi chậm, đôi khi anh lớn tuổi rồi nên xin phép gọi điện cho người nhỏ tuổi hơn. Quế. Alo anh Bắp. Alo. Alo anh đi, sao anh không đi quay anh? Ủa em, anh quay nãy giờ 4 tiêu phẩm rồi em. Nói chung là bây giờ là đội là phải chia ra, chia đội ra. Thì là có em, đội em với đội anh Lâm. Mà đội anh Lâm yếu quá nên là bây giờ em mới liên hệ anh. Anh quay về đội em đi. Trời em ơi, hồi nãy anh nói là chương trình là bây giờ tự nhiên cái đưa anh thử thách chọn hai người đội trưởng. Giữa hai tụi em thực sự là hai người em rất thân thiết của anh mà anh rất là khó lòng đưa ra sự lựa chọn, anh chọn đội em nha. Vậy anh khó chọn như vậy hả? Trời ơi, thôi em nghĩ là cái lựa chọn này là anh có từ đầu rồi. Em nghĩ đi, xét về mặt mưu trí và trí tuệ thì không thể nào so sánh với em được. Xét về thể hình, múi, đẹp, cao thì chạnh lòng với đứa em kia. Xét về cái mức độ frame thì anh đu frame em vững hơn. Dạ, wow, thật là cao nhân suy nghĩ dữ. Xét về tóc anh cũng thua em nữa. Trời ơi. Răng cũng thua em luôn. Anh về đợi em đi nha, chốt nha. Anh có muốn biết ai không? Ý là thêm ai về đợi mình á, mỗi đội 3 người. Bây giờ em cần một cái đầu mưu mô của anh suy nghĩ đi. Một cái đầu mưu mô đúng không? Bây giờ có em là ngang sức với Lâm rồi, thể lực rồi. Anh thì độ bền rồi, mình cần một cái bộ não chiến thuật. Bộ não chiến thuật anh? Vậy anh Tuấn hả? Em đánh giá cao anh Tuấn vậy? Ủa, em tưởng anh nói anh Tuấn. Không có. Người anh sống lâu. Nghe cũng hợp lý đó anh. Mà quan trọng trưởng lão có vui không? Trưởng lão thì vui, không thì tùy vào cái tháng. Nhưng mà tháng này là tháng tháng 7 âm thì ok, trưởng lão vui. Ok anh, vậy chốt nha. Chốt nha, ok. Em gọi đi, em gọi. Lâu quá, sao vậy mấy con người này sao vậy? Alo em gái hả? Em ơi. Về với Diễm nha.
Thôi sao tôi phải về với anh? Trời đất ơi, phải về cho tôi, em không về cho tôi em sụm nụ đó. Vui lắm mắc cười, chứ bây giờ là em nghĩ coi, Hiếu thứ hai bây giờ là hot quá rồi. Cho nên khi mà về dưới em sẽ bị lu mờ thôi. Phải về với tôi để mà mãn miếng đồ này nọ mắc cười. Hiếu thứ hai là chắc chắn là có anh Giang rồi. Mà Hiếu thứ hai bây giờ là ấy rồi, anh Giang thì già rồi. Thì em mà vô cái đội đó thì em nghĩ coi em mắc cười hay không? Không mắc cười. Tiêu liền sụm nụ. Đúng, vậy thì tôi sẽ tự lập một đội riêng, chứ anh học dốt quá tôi cũng không dám. Trời ơi má ơi, trễ giờ rồi, trời ơi. Đội gì đội điên? Bây giờ em, đội gì em mà đội điên? Anh bắp được không? Mà tại sao em ghét Kiều Minh Tuấn thì sao? Có anh em mình nói thiệt nè. Trời ơi, em nói thẳng luôn là hả, già rồi mà còn có một gùi nữa là thấy trơn gian. Vậy hả? Không, Kiều Minh Tuấn mắc cừu đó. Trời ơi, con Trinh nó mắc cừu. Thôi, ấy lắm. Vậy tôi quỷ em luôn. Quỷ hả? Thôi á. Quỷ em. Trời ơi, con Trinh nó cứ tới tắt máy hoài. Tuấn, con bé Trinh mà để con chó nè. Bởi sao diễn con chó không giống. Nè, rõ ràng nè mọi người. Trời ơi, Trinh ơi. Rồi thôi bây giờ là cũng lật đật quá rồi. Diễm xin mạn phép qua khu công nghiệp Tân Bình để đưa con Trinh. Hãy cùng đi theo Diễm nhé. Đi. Sau màn tranh giành chú Sáu cùng đội trưởng Trần Minh Hiếu, Thu Diễm Dương Lâm đã thành công có được thành viên đầu tiên trong đội. Giờ sao đây Ngân? Giờ sao Diễm? Giờ là chọn ai đây? Chọn Hoa không? Hoa nào? Con Hoa nhà giàu đó. Con... Trời ơi! Hoa được không? Ờ, không, con đó cái mặt khó chịu nhưng mà hả, nó tốt tính. Tốt tính. Ờ, lỡ có gì mà mình yếu về tài chính là nó đẩy tài chính ra. Vậy đó em. Tốt tính nhưng mà tài chính nó mạnh. Giờ con nào nữa? Con Rít đi. Con rít, con rít nó tính toán chứ hai anh em mình vô là chết rồi. Ê mà con rít sáng giờ thấy cái màu là không chịu Diễm nha. Sao vậy? Cái màu cái kiểu thích Hiếu đồ này nọ đó. Cái màu á. Không, công nhận Hiếu sáng buổi sáng nhìn nó đẹp, nó đã quá em ơi. Sao nó đã dữ vậy? Trời ơi, nó mướt dược, nhìn nó mướt, nhìn nó như như thạch rau câu á, mướt. Nó mướt. Trời ơi thiệt á. Trời ơi, mày sáng mặt quá. Có gì đâu, chưa có gì hết á. Chưa gì hết à? Chưa gì, mày còn có miếng phấn. Tóc giả nữa chứ, trời ơi, sợ quá. Huy, Huy nữa, bé Huy nữa. Huy hả, à, Huy ok không? Huy ok, Huy mấy cái mà mạnh, à mà em cũng mạnh rồi, mày mạnh cũng, rồi. Cưng cũng mạnh rồi. Bây giờ là chỉ có kinh nghiệm. Kinh nghiệm thì nói chung thì con bé Hoa thì nó cũng hên xui lắm. Bé Hoa thì lúc này lúc kia. Ừ. Tại nhiều khi mà nó đi làm mà cái má nó cứ kêu về gom mấy chân hụi. Trung lắm thôi. Đúng rồi. Cho nên nó cũng đâu ăn học đến nơi đến chốn. Bây giờ qua quận 2 nó hơi xa nè. Nhà của Nguyễn Quý đâu? Quận 7 lận. Quận 7 luôn ha. Nhà con Hoa nhiều nhà quá không biết nó nằm mà đang ở nó ở ổ nào. Nhà con Hoa Phú Nhuận. Ghê ha. Ừ, nhà trung tâm. Bự luôn. Bự. Vô hẻm bự. Hẻm bự. Sân vườn. Vậy mà đi đâu cũng tôi khổ lắm mấy bạn. Khổ lắm. Tôi khổ lắm, tôi chật vật từng bữa. Ôi, con đó dầu ngầm đó. Nó dầu lộ với dầu ngầm đó. Ừ, dạ, lộ luôn hả? Ôi, giờ nó lộ rồi. Thì thôi bây giờ qua con Rít đi. Con Rít đi. Nó nói là ai mà qua trước, đứng trước nhà nó thì nó sẽ theo người đó. Ủa? Nó như Mỹ Nương gì đó. Ừ. Ủa? Mình là như Sơn Tinh Thủy Tinh gì đó. Trời ơi, cái dòng giống kỳ vậy. Nó không có vui đâu. Là bây giờ là hết option rồi đó. Nè, nó vừa không vui mà nó vừa yếu nữa. Yếu, không yếu. Vui rồi hành sách ekip. Mà hở sơ hở cái là bị ú ớ. Ú ớ, ú ớ. Cà lâm. Nó chỉ hay ở chỗ là nó phản người ta, nó tính toán là gì thôi. Sao nó không chịu hai đứa mình á. Ê, nhục lắm á Diễm. Vậy nhục lắm á Diễm. Ừ. Gọi điện đi kia. Gọi điện hả? Vậy mày đi dặm miếng phấn được. Dặm miếng phấn cho lên hình được không? Trời ơi ok. Thấy mình sang liền không Diễm? Ừ. Thấy không đâu, con máy đâu không thích cái gì á. Nên mày ốm cái gì? Mày stress hả? Không stress. Giảm cân á, thục ký xuống. Cái mặt của nó trời ơi. Ê đáng qua nha. Đúng. Con này tao muốn văng. Đúng rồi. Tại thấy gần thôi. Thuận đường thôi. Hôm nay cái nết mày kỳ vậy Thanh? Hả Thanh? Tại đang mê bằng Hiếu. Hiếu nãy bị xì ra rồi. Nó bị... Đâu bị xì rồi. Hồi nãy Hiếu qua tôi nè. Tôi thấy ơi. Tôi thấy mặt bị xì quá. Mặt bị xì là ghê lắm. Bị xì, bị xám xịt rồi. Nãy tôi gọi video call thấy bằng Hiếu đẹp trai mà. Ơi. Nãy qua tưởng Vinh râu không á. Ừ. Ai bị râu riêng lưng. Nhìn ghê lắm. Thôi.
tụi tôi nè, nè thấy chưa, thấy hề hước chưa? Hề nha. Ừ. Hề, trời ơi, ba đứa mình vô là hề. Ok qua nha. Dạ. Không thích nữa không? Là bây giờ là có nói một là ok qua, em chờ, thì qua, chứ không thể nào qua mà tụi nó để em suy nghĩ nghe. Ê, ê, khoan, khoan. Hồi nãy hình như là cứ gọi cho Hiếu, Hiếu không ok đúng không? Hiếu bây giờ qua bên hai người kia rồi. Nè, tao nói thiệt nha. Cưng mà không chịu hai chế. Thì á, cưng ế xô. Khỏi. Lỡ ký hợp đồng nhưng mà ekip vẫn bắt hủy hợp đồng được. Cho ở nhà luôn. Ở nhà không? Ôi ơi, chuyến này tụi tôi đi vui vẻ lắm kìa. Trời ơi, đẹp lắm. Nè, hai cái miệng con này tao nói thiệt á. Là chấp hết. Là chấp hết. Chấp hết. Trời ơi. Khu công nghiệp Tân Bình. Trời ơi. Nè, nè. Nè, sư tử Singapore coi. Trời ơi. Nè, chó Chihuahua coi. Ủa sao? Thấy chưa? Trời ơi, tâm tay thứ bạch kế đô là phải bên nhau thôi. Thành bưởi Phương Trang toàn thắng. Ba chị em phải có nhau. Không có ok. Ok, em theo Hiếu đi. Ừ. Không ai biết nó đang đi đâu. Không, con này láo. Hồi nãy Hiếu nói tôi rồi. Hiếu nói là em không thích đít. Nhớ không, lúc mà ba mình chùm đầu, lộn chùm mền vô đó. Nghe anh như là Hiếu đón anh là hả, cũng qua đón cho có để lấy hình thôi. Đâu có em. Qua đón em liền đi. Ok, tôi qua đó với bà. Ok, con Ngân nó cứ liếc tôi kìa bà. Ngân, sao điếc bạc? Vậy nha. Dạ. Ok, ok. Trời ơi, tém cái tóc kìa nhìn nè. Nó già quá, nó bị hối nè mày coi nè. Sao nó tém tóc trời vậy? Trời ơi, nó không có nhiều tóc rồi. Trời ơi, đợi tóc già. Ủa, còn á. Lỗi, trời ơi, chú tắc mày ơi. Rồi sao nó đứng hình tưởng máy chết máy. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta. Phát sóng 21:15 chủ nhật hàng tuần, từ ngày 25 tháng 8. Nó hiểu không hiểu là thử thách hôm nay là gì mà có vụ mà đi rước tới rước lui vậy ta? Đâu có nước vậy. À, chắc là nội dung không đủ á. Cái nước này người kia cho nó đầy nội dung lên. Cho nó có chuyến đi dài rồi quay cam bye 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 đồ. Vậy bối, hết tầm 1. Bối cảnh bị yếu nha. Vậy hết tầm 1 rồi đó. Ờ. Ôi, hết chuyện mình không biết nói gì luôn. Ú ớ luôn. Ê, hồi nãy tao mày nói chuyện dữ lắm á. Tôi nói vô anh lên nó bị chì. Anh ơi. Anh ơi. Tôi có làm gì đâu. Con Thiên Thanh nó phải thánh thoát liên tục đó. Nó liên tục cứ ngừng hoài. Im liền chứ. Nó liền. Mày đi ra ngoài đây đi Thanh. 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 Mày ra đây. Tôi ngồi giữa đi. Cho tôi ngồi giữa đi. Kèm cái cục nhân này mệt quá. Ý này nhớ. Tập trung ở đâu? Bánh Bình Đăng. Ơi, Bánh Bình Đăng vậy mình gần. Ê, vậy mới thấy hạ số Hiếu nó cho chung chuyên nó chứ bộ. Ờ, đây hả, nó phải đi qua tới quận 7 rồi nó về Phú Nhuận. Chung chuyên lắm. Chung chuyên lần đần đó. Không, như là, ủa, vậy là nó đón mẹ già trước hay là đón tôi trước? Mẹ già chưa chịu nó. Chưa chịu. Kiểu mà, kiểu vậy đó, kiểu mẹ già mà, ừ. Bé Hoa nó vậy đó. Bé Hoa nhà giàu đó. Bé Hoa tập trước học dở ha. 4.9 ở lại lớp. Quá trời, bé Hoa. 8 giờ sáng rồi mà chúng tôi chưa rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh rồi thưa quý vị. Không biết là 8 giờ tối chúng tôi có thấy được điểm quay hay không? Con nghĩ là hôm nay là quay vậy là vui rồi. Hành trình của chúng ta hôm nay là on the bus. On the bus. Thôi bây giờ thì mà ba nay chúng tôi đã làm thành một team rồi. Thì về trí tuệ chúng tôi có. Visual, sức khỏe có. Yeah. Và độ lương lẹo và ăn gian thì ai qua tôi. Nói chung là hôm nay chúng tôi sẽ hành trình, nhưng mà không biết quan trọng là thắng thua như thế nào. Quan trọng là thấy là yên tâm. Tôi sức khỏe lắm, nay thấy người tôi thon gọn chưa? Đúng. Chưa có một cái mùa nào mà anh Giang thon gọn như là mùa này. Đúng rồi, tại vì anh trở về cái số ký của ngày xưa mà. Dạ. Yeah. 5 năm rồi mới trở về được, là có nghĩa là 5 năm nay anh stress cỡ nào. Trời ơi. Bây giờ anh em chúng tôi đã một lòng một dạ, ngày hôm nay không biết là thắng ai, nhưng chúng tôi sẽ tiêu diệt đội bên kia. Đúng. Không biết mình làm gì chi luôn á mọi người. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21:15 chủ nhật hàng tuần, từ ngày 25 tháng 8.